một phần thi thể cô gái đang trong giai đoạn phân hủy được phát hiện tại phòng trọ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 4 tháng 6 năm 2018. Nghi án cô gái bị sát hại, phân xác phi tang. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện có mùi hôi bốc ra từ căn nhà trong hẻm 146, đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp nên đến kiểm tra thì thấy căn nhà này đã khóa cửa nên báo công an. Lực lượng chức năng đã phá khóa vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện một phần thi thể của cô gái đang trong quá trình phân hủy. Theo người dân, căn nhà này do một người đàn ông đến thuê ở cách đây khoảng một tháng. Bình thường người đàn ông và một cô gái ở trong căn nhà này. Một lãnh đạo công an quận Gò Vấp xác nhận đã bắt giữ hai nghi can có liên quan đến vụ việc để điều tra. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.